Hello, xin chào quý vị và các bạn quay lại với kênh Văn Thành Nhà Mới. Hôm nay thì mang đến cho quý vị và các bạn một căn nhà theo đúng cái tên của kênh luôn. Đây là một căn nhà mới và mới hoàn thiện tầm khoảng 95%. Một căn nhà thiết kế theo mẫu hiện đại nằm trong một cái khu nhà cao tầng đang xây. Và đặc biệt là như quý vị có thể thấy hướng camera của Thành nha quý vị. Đó, tầm khoảng 50m là chúng ta sẽ ra đầu đường chính luôn, là đường Hương Lộ 2 quý vị nha. Và từ vị trí này chúng ta khi chúng ta rồi quẹo trái đi tầm khoảng 100m là tới bệnh viện Bình Tân này, rồi quẹo phải tầm khoảng một cây số sẽ ra tới đường quốc lộ 1A quý vị nha. Đó, và di chuyển một xíu về hướng bên trái thì chúng ta sẽ đến với Co-op Bình Tân đó. Và như vị trí đường Hương Lộ 2 này thì chúng ta di chuyển dễ dàng về ngã tư bốn xã này, rồi di chuyển ra quốc lộ 1A đi Tân Nghị, Tân Quý, đi hoặc đi Mã Lò, đi Tên Lửa, đi Eon Bình Tân rất là tiện, đi bến xe miền Tây chẳng hạn. Đó, thì quý vị nào mà đang quan tâm cũng như đang tìm kiếm một căn nhà ở Bình Tân thì có thể liên hệ cho Thành qua số hotline để Thành có thể là tư vấn mình cũng như những sản phẩm mà hiện tại Thành đang có, nó có những gì thì Thành sẽ thông báo cho quý vị ha. Rồi thì bây giờ sẽ quay lại với bên nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây là một căn nhà có kết cấu là 3,5 tấm và xây dựng theo mẫu hiện đại. Đó, có đầy đủ công năng cho một gia đình tầm khoảng 6 đến 8 người ở quý vị nhé. Cái không gian nhà mà khi Thành quay thì hơi bề bộn tại vì là đang xây dựng á, vật liệu thì ngổn ngang. Đó, vật liệu thì ngổn ngang và đang xây. Hiện tại thì tầm khoảng một tuần, hai tuần nữa thì bắt đầu nó sẽ sạch sẽ hơn nha quý vị. Đường từ trục đường chính vào nhà chúng ta thì đường rộng 6m. Đó, đường rộng 6m nha. Đó, quý vị có thể thấy này, xe thành đậu ở giữa. Đó, hai bên không gian mỗi bên tầm khoảng 3m nữa, đường rộng 6m. Rồi, bên ngoài thì không có gì để miêu tả hết tại vì nó cũng khá là dơ. Ở phía trước thì sẽ bọc hai lớp cửa lồn gồm một lớp cửa sắt có sơn tỉ điểm màu đồng, và những cái khung những cái thanh ban công ở phía trên cũng là sơn tỉ điểm màu đồng khá là đẹp mắt quý vị ha. Lớp cửa thứ hai của chúng ta có là lớp cửa nhôm sinh pha và kính cường lực nha. Đó, căn nhà này thì thuộc hướng chính tây quý vị nha, phù hợp với anh chị nào là tây tứ trạch ạ. Một căn nhà theo mẫu cơ bản. Và đây, wow, rất là lung linh luôn, với những chiếc đèn chùm này, hệ thống đèn led xung quanh, kèm theo đó là những cái đường chỉ phào có những cái họa tiết màu vàng đó. Rồi, hai bên mảng tường thì quý vị có thể thấy là gạch ốp cao sạch sẽ toàn bộ luôn. Và diện tích căn nhà mình á, là có bề ngang 4m và bề dài lên đến 16m. Diện tích sử dụng của chúng ta rất là lớn nha, diện tích sử dụng rất là lớn thưa quý vị. Đó, hai bên mảng tường này, ốp gạch sạch toàn bộ luôn. Ngoài ra sẽ có những cái đường chỉ làm điểm nhấn. Ở bên kia cũng vậy, ốp gạch cao và ở trên sẽ có ba bức tranh. Một bức tranh trung tâm là thuận buồm xuôi gió, hai bức tranh còn lại là bức tranh những cây sen và phong cảnh. Đó, thì cái góc đó thì chúng ta sẽ bỏ một cái bộ sofa quý vị nha. Và nếu nhà có xe hơi thì chúng ta hoàn toàn có thể là bỏ ở phía trước này, vì với cái chiều dài phòng khách của chúng ta nó lên đến 6 đến 7m. Nếu chúng ta bỏ một cái xe hơi vào, sau đó là nép vào một tí thì chúng ta vẫn bỏ bộ sofa và chúng ta bỏ tivi ngay góc này thoải mái luôn quý vị nhé. Ở trên nhà thì có một cái đèn pha lê và gạch lót nền thì cũng mẫu khá là đẹp ha. Đây là gạch bóng kính với những họa tiết vân đá nhưng mà lại ánh kim quý vị ạ. Đó, vân đá ánh kim, quý vị có thể thấy ánh kim này màu vàng vàng nhẹ ha. Rồi, tiếp đến thì di chuyển đến không gian bếp thì chúng ta sẽ có cái đập vào mắt chúng ta là một cái hệ thống đèn đây, khá là đẹp. Đó, ở trung tâm nó lõm vào, sau đó là có những cái vòng tròn nó đan vào những cái bóng đèn đó. Nhìn cái mẫu này khá là dễ thương và khá là đẹp ha. Thành thích mẫu hiện đại này hơn là mẫu cổ điển nha. Rồi, không gian bếp thì cực kỳ rộng, để Thành đứng này. Đứng ngay khúc cầu thang chúng ta nhìn tới thì hôm nay bếp nó chiều rộng tầm khoảng là 20m² đó quý vị. Đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ được một bộ bàn ăn lớn tầm khoảng 8 đến 10 người ngồi được. Đó, góc bên này thì bỏ một cái tủ lạnh cho Thành nhé. Rồi chúng ta di chuyển lui sau xem có gì ha. Nhà mình hoàn thiện tầm khoảng 90-95% rồi nha quý vị. Đó, ở sau này thì sẽ có một phòng vệ sinh và giếng trời luôn. Đó,
không gian nó sẽ sau này tầm khoảng 1m, 1m2 á. Rồi chúng ta di chuyển lên không gian của lầu 1 nha quý vị. Giá bán cái nhà này thì trên 6 tỷ một xíu thôi, quý vị, và tí nữa Thành sẽ bật mí giá cho quý vị nhé. Wow, một bức tranh rất là nhiều cá, bức tranh về phong cảnh biển nha. Rồi, ở phía lầu 1 thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ đó, và mỗi phòng ngủ ở phía sau này thì diện tích tầm khoảng 20m2 ha, có phòng vệ sinh khá là rộng rãi luôn. Và gạch lót này cũng là gạch ánh kim, nhưng mà đây là gạch 60-60, gạch bóng kính nhỏ thôi. Đó, gạch lót này nó khác một xíu. Nhà hướng Tây cho nên quý vị có thể thấy là bên chủ đầu tư anh đã làm hệ thống rèm hết cho mình rồi. Phòng vệ sinh khá là rộng rãi luôn. Đó, hệ thống rèm. Nào, trước thì sẽ có ban công, nhưng mà hiện tại như Thành đã nói thì nó khá là bề bộn cho nên phòng cũng không đến đi ra ban công làm gì nha quý vị. Rồi, chúng ta di chuyển tiếp tục lên không gian ở lầu 2. Rồi, lầu 2 thì diện tích tương tự nha quý vị, cho nên là chúng ta có thể xem này, đó, cũng 20m2 và đầy đủ không gian. Ngoài ra thì đó sẽ có một cái mảng tường làm điểm nhấn, thì chúng ta đó là đầu của cái giường quý vị, đó, chúng ta bỏ giường ở đó. Rồi, phòng ngủ phía trước thì rộng hơn, tầm khoảng 30m2. Cho mọi người xem ha. Từ nhà ra tới đầu đường 50m thôi, rất là gần thưa quý vị. Mà hệ thống cửa nữa, hệ thống cửa thì cửa phòng thì sẽ là sử dụng chất liệu bằng cửa gỗ quý vị nhé. Xem tới đây thì quý vị nào mà quan tâm đến căn nhà thì có thể liên hệ trực tiếp cho Thành nhé. Và giá bán nó là 6 tỷ 3 quý vị. 6 tỷ 3 và còn bớt lọt cho mình nữa. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Wow. Chiều dài 16m mà xây gần hết thì quý vị có thể thấy là này, chúng ta có khoảng những cái khoảng không gian nó rộng, ví dụ như là khoảng không gian sân sau với cái sân thượng ở phía sau quý vị. Đây chúng ta làm một cái không gian nhỏ để chúng ta phơi, và không gian còn lại chúng ta có thể trồng lan, trồng cây, trồng tiểu cảnh rất là thoải mái ở đây nhé. Phía gần đây là chung cư Lê Thành quý vị ha. Đó, và cô ốp Bình Tân thì nó nằm ngay chung cư này, nằm ở dưới cái phần shop house của cái chung cư này. Sài Gòn Home nhé. Chung cư này là mặt tiền của đường Hương Lộ 2. Rồi để chúng ta xem thử phía trước có gì ha. Đây, phía trước mình là một cái sân thượng lớn tầm khoảng 20m2 nha quý vị. Cái bên thì nhà người ta đang xây. Và đây, đó, những căn nhà cao tầng ở những trục đường kế bên đó. Thì Thành xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình ha. Căn nhà mình thì có diện tích ngang 4m và dài 14m, kết cấu là 3,5 tấm, gồm 1 trệt và 3 lầu quý vị á, với 4 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh, 1 phòng thờ, 2 sân thượng trước sau. Đó, sân thượng thì nó kèm theo sân phơi luôn quý vị. Đó, và có không gian để bỏ ô tô thoải mái. Quý vị nào mà quan tâm đến căn nhà này cũng như những mẫu nhà mà trên kênh Văn Thành Nhà Mới giới thiệu á, thì quý vị có thể liên hệ cho Thành qua số hotline cũng như là có thể nhắn tin Zalo cho Thành nha, để Thành có thể tư vấn mình chính xác hơn. Và căn nhà hôm nay Thành giới thiệu quý vị thì có giá bán mà chủ đang đưa ra với một mức giá là 6 tỷ 3 đó, và còn bất lọc nữa. Đó, khá là gọi là mềm, tại vì là từ mặt tiền, từ nhà mình ra mặt tiền đường Hương Lộ 2 chỉ có là 50m thôi quý vị nhé.
Đó, mọi người có góp ý gì thì có thể là bình luận bên dưới video để kênh của Thành được phát triển nha. Còn bây giờ thì Thành xin phép chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở những video sau nha. Nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ Thành nha. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều.